Thưa quý vị, cầu Văn Thánh, thành phố Phan Thiết là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh, tạo tiền đề để từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị. Sau khi khởi công, đến nay chủ đầu tư, liên danh nhà thầu đã tập kết thiết bị, máy móc thi công các hạng mục theo kế hoạch. Liên danh nhà thầu đã huy động nhân công, tập kết thiết bị, vật tư để triển khai thi công cầu Văn Thánh. Trong giai đoạn đầu, đơn vị sẽ tập trung hoàn thành phần cọc khoan nhồi, kết cấu phần dưới của cầu. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh cũng đã đôn đốc nhà thầu triển khai các công đoạn, sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, đáp ứng sự mong đợi của nhân dân. Công trình cầu Văn Thánh với tổng mức đầu tư hơn 225 tỷ đồng, thiết kế cầu gồm 6 nhịp, chiều dài hơn 179 m, chiều rộng cầu 19 m, trong đó chiều rộng phần xe chạy 15 m. Thời gian hoàn thành dự kiến vào cuối năm 2024. Công trình khi hoàn thành sẽ kết nối giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân hai bên sông Cà Tì, từng bước hoàn thiện các trục giao thông chính cho khu vực nội thành, góp phần tạo diện mạo mới về cảnh quan đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.